Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đạo diễn của phim Titanic, ông James Cameron, 68 tuổi, đã trả lời phỏng vấn của đài ABC Mỹ. Vị đạo diễn cho biết sự việc thảm khốc vừa xảy ra với tàu ngầm Titan khiến ông liên tưởng tới bi kịch đã xảy ra với con tàu Titanic. Theo ông Cameron, vị thuyền trưởng của tàu Titanic vốn luôn được nhắc nhở về tốc độ nguy hiểm của con tàu khi di chuyển vào vùng biển có nhiều tảng băng trôi, nhưng thuyền trưởng vẫn để tàu chạy hết tốc lực. Đối với tàu ngầm Titan, tính an toàn của việc vận hành con tàu này phục vụ cho những chuyến thám hiểm dưới đáy đại dương vốn đã là đề tài gây tranh cãi, tạo ra nhiều sự lo ngại trong cộng đồng những người yêu thích lặn biển và khám phá đại dương. Theo ông Cameron, đã có nhiều người trong giới thám hiểm đại dương viết thư gửi tới cho các nhân sự cấp cao của công ty OceanGate Expeditions để cảnh báo về những nguy cơ, nhưng phía công ty này vẫn kiên quyết theo đuổi tham vọng mỗi năm tiến hành một cuộc thám hiểm xuống thăm xác tàu Titanic. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình Mỹ, ông Cameron nói: "Tôi bị choáng váng trước sự việc này bởi nó quá giống với những gì từng xảy ra với tàu Titanic. Thuyền trưởng của tàu Titanic vốn đã được cảnh báo về vùng biển có nhiều tảng băng trôi, nhưng ông ấy vẫn quyết định để tàu chạy hết tốc lực trong một đêm không có trăng. Quyết định ấy của người thuyền trưởng đã khiến rất nhiều người phải tử nạn." Đạo diễn James Cameron đã 33 lần lặn biển bằng tàu ngầm để thăm xác tàu Titanic. Khi tàu ngầm Titan bị mất tích, ông Cameron giữ im lặng, không đưa ra bình luận. Chỉ tới thời điểm này, khi số phận của con tàu và những hành khách trên tàu đã rõ ràng, ông Cameron mới lên tiếng nói về sự việc thảm khốc này. Phát ngôn của ông Cameron rất thẳng thắn. Những nhân vật nổi bật trong giới yêu thích lặn biển bằng tàu ngầm đã viết những lá thư gửi tới công ty vận hành tàu ngầm Titan. Họ đã cảnh báo rằng những gì mà công ty này đang làm là rất mạo hiểm, mọi thứ vẫn chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, chưa có gì chắc chắn đảm bảo cả. Việc đưa hành khách xuống đáy đại dương như một dịch vụ thương mại cần phải được cấp phép đầy đủ và có nhiều việc cần được đảm bảo thêm nữa. Bi kịch đã tái diễn khi những lời cảnh báo đó không được lắng nghe. Bi kịch đã lặp lại ở cùng một địa điểm. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng và không tin nổi đó là sự thật. Người điều khiển con tàu Titan, anh Paul Henry Nagolet, là một người bạn của tôi. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm điều khiển tàu ngầm. Tôi đã quen anh ấy 25 năm. Cách anh ấy ra đi như thế này khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận. Các quan chức cho biết, từ mảnh vỡ thu thập được cho thấy tàu Titan đã bị ép bẹp khiến 5 hành khách trên khoang thiệt mạng. Trước đó, thông tin về vụ tàu ngầm Titan của OceanGate mất tích khi chở khách tham quan xác tàu Titanic nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông và dư luận thế giới. Được biết, OceanGate là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ tham quan ngắm xác tàu Titanic. Với chuyến du lịch mạo hiểm này, công ty thu mỗi khách 250.000 USD, khoảng 6 tỷ đồng. Bởi vậy, đây là một dịch vụ hướng tới nhóm khách hàng thuộc giới siêu giàu. Sau khi 5 hành khách được xác nhận đã tử vong trong chuyến tham quan xác tàu Titanic, du lịch mạo hiểm là từ khóa đang thu hút nhiều người tìm kiếm. Theo các chuyên gia, ngành kinh doanh này trị giá hàng tỷ USD, trong đó khách hàng giàu có sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn để chinh phục những nơi xa xôi nhất mà người bình thường rất ít cơ hội được chạm tới, thậm chí bay vào vũ trụ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, nam du khách có tên Mike Reiss, đồng thời là một nhà biên kịch, cho biết ông từng được trải nghiệm chuyến đi đắt đỏ thăm xác tàu Titanic vào năm 2022. Trước chuyến đi, ông Reiss được yêu cầu ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Nam du khách tiết lộ, cái chết được nhắc tới 3 lần ở mỗi trang hợp đồng. Nội dung đề cập tới việc chuyến thám hiểm có thể gây ra chấn thương về thể chất, tổn thương tinh thần hoặc thậm chí tử vong. Tốn kém lại tồn tại nhiều rủi ro. Vậy tại sao giới siêu giàu vẫn sẵn lòng chấp nhận thử thách? Chấp nhận rủi ro cao thậm chí có thể tử vong, nhưng giới siêu giàu vẫn sẵn lòng chi hàng trăm nghìn USD để trải nghiệm cảm giác chinh phục. Du lịch mạo hiểm đã trở thành một xu hướng ngày càng gia tăng khi những người mê cảm giác mạnh muốn tìm kiếm một điều gì đó vượt qua ranh giới của du lịch thông thường và đôi khi là du lịch an toàn. Theo các chuyên gia, OceanGate là một trong số những công ty có thể đáp ứng nhu cầu các cá nhân muốn khám phá đại dương, thậm chí ở cả những độ sâu mà bình thường không thể chấp nhận. Ông Nick Annunzio, chủ sở hữu của Tara, một công ty chuyên tổ chức các sự kiện đặc biệt, nhận định: "Như tôi thấy, với những người cực kỳ giàu có thì tiền không phải là vấn đề. Họ muốn đạt được thứ gì đó tạo ra cảm giác không bao giờ quên." Thật vậy, với giới siêu giàu, tiền chỉ là những con số. Nhóm khách này sẵn lòng chi khoản cực lớn để thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng máy bay riêng trong 24 ngày, đi trực thăng tới trại căn cứ trên đỉnh Everest, thậm chí là bay vào vũ trụ. Tuần trước, công ty Virgin Galactic thông báo dịch vụ du hành vũ trụ thương mại của họ sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tháng 6
và chuyến đi thứ hai diễn ra vào tháng 8 2023. Để tham dự chuyến đi, mỗi hành khách sẽ phải bỏ ra khoảng 450.000 USD, hơn 10 tỷ đồng. Virgin Galactic tiết lộ, họ đã bán được khoảng 800 vé. Trước đó, OceanGate từng thành công trong việc đưa khách tới thám hiểm ngắm xác tàu Titanic vào các năm 2021 và 2022. Dù công ty này nói với du khách rằng tàu Titan chưa được bất cứ cơ quan nào cấp xác nhận hoặc chấp thuận. Hầu hết không nhiều du khách đủ khả năng chi trả cho một chuyến đi thám hiểm trị giá 250.000 USD, khoảng 6 tỷ đồng. Chính vì vậy, bay vào vũ trụ, lặn xuống đại dương ngắm xác tàu đang trở thành biểu tượng địa vị của giới siêu giàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ xác nhận robot tìm kiếm dưới nước đã được phát hiện những mảnh vỡ gần xác tàu Titanic khi đang tìm kiếm tàu ngầm Titan mất tích dưới đáy đại dương với 5 người trong khoang tàu. Đăng tải trên Twitter, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết những mảnh vỡ đã được tìm thấy trong khu vực tìm kiếm do phương tiện hoạt động theo hình thức điều khiển từ xa, đảm nhiệm gần xác tàu Titanic. Các chuyên gia tại Bộ Chỉ huy Liên Hợp đang đánh giá thông tin, ngoài ra không cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, hy vọng đã được thắp lên khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo máy bay B-8 của Canada tham gia tìm kiếm đã nghe thấy những tiếng va đập lặp đi lặp lại đều đặn 30 phút một lần. Hệ thống sonar được triển khai 4 giờ sau đó và vẫn nghe thấy những âm thanh này. Con tàu Titan có kích thước bằng xe tải do công ty OceanGate Expeditions có trụ sở tại Mỹ vận hành đã mất hoàn toàn liên lạc sau gần 2 giờ chở theo 5 người lặn xuống đáy đại dương để tham quan xác tàu Titanic hôm 18 tháng 6. Ngay cả khi được xác định vị trí, hoạt động cứu hộ sẽ phải đối mặt với những thách thức hậu cần to lớn trong việc trục vớt chiếc tàu lặn từ độ sâu hơn 3.800 m dưới mặt nước. Chuyến du ngoạn dưới đáy biển sâu để xin ngắm xác tàu Titanic của OceanGate có chi phí 250.000 USD mỗi người. Các hành khách bao gồm tỷ phú và nhà thám hiểm người Anh Hamish Hardin, ông trùm kinh doanh gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai. Cả hai đều là công dân Anh. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, Hải quân Mỹ bắt đầu phân tích dữ liệu âm thanh thu được từ micro dưới nước của hệ thống âm thanh bí mật chỉ vài giây sau khi các quan chức cảnh báo mất liên lạc với tàu lặn Titan. Dẫn lời quan chức giấu tên, báo cáo lưu ý rằng hệ thống quân sự bí mật này đã phát hiện ra âm thanh giống như tiếng nổ từ hướng tìm thấy các mảnh vỡ của tàu Titan. Hải quân Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu âm thanh và phát hiện sự bất thường, trùng khớp với một vụ nổ ép bẹp ở khu vực lân cận nơi tàu Titan đang hoạt động khi mất liên lạc. Mặc dù không chắc chắn, nhưng thông tin này đã ngay lập tức được chia sẻ với chỉ huy sự cố để hỗ trợ cho nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ nói với hãng tin. Giới chức quốc phòng không cung cấp thêm thông tin liên quan đến hệ thống bí mật này và yêu cầu giữ bí mật vì lo ngại an ninh quốc gia. Có thông tin cho rằng hệ thống này được sử dụng để giám sát tàu ngầm. Tiết lộ mới được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng tuần duyên Mỹ xác nhận tàu lặn Titan đã nổ tung và toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng. Giới chức đã tìm thấy các mảnh vỡ của tàu lặn ở các vị trí nằm cách mũi tàu Titanic khoảng 487 mét, dưới độ sâu 4.000 mét ở Bắc Đại Tây Dương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!